Lực lượng phòng không Nga rạng sáng mùng 6 tháng 1 tuyên bố đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, âm mưu tấn công bán đảo Crimea và phía Tây Biển Đen. Báo cáo ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga trên ứng dụng Telegram cho biết, các đơn vị phòng không đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố bằng cách bắn hạ 5 UAV trên Biển Đen vào khoảng 8 giờ tối mùng 5 tháng 1 giờ địa phương. Báo cáo thứ hai cho biết, 4 tên lửa dẫn đường của Ukraine đã bị đánh chặn và phá hủy vào rạng sáng mùng 6 tháng 1 trên bầu trời Crimea. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 theo giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường phóng từ trên không nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Theo Reuters, Ukraine gần đây đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Nga bên trong và xung quanh bán đảo Crimea. Trước đó, Ukraine hôm 4 tháng 1 cho biết, lực lượng không quân của nước này đã tiến hành tấn công vào một sở chỉ huy của Nga gần thành phố Sevastopol, đồng thời tấn công một đơn vị quân đội của Nga tại Crimea. Theo phía Nga, lực lượng Kiev đã sử dụng 10 tên lửa, bao gồm cả tên lửa Storm Shadow do phương Tây cung cấp, song không có tên lửa nào đánh trúng mục tiêu đã định. Tuy nhiên, mảnh vỡ từ những quả đạn bị đánh chặn đã gây ra một số thiệt hại về tài sản và làm một người bị thương. Trong một tuyên bố khác, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ và chặn tổng cộng 36 UAV trên lãnh thổ Crimea và một UAV ở vùng Krasnodar trong 24 giờ qua.